Rồi quay giá cả Cà phê ngày ni là ngày mùng 2 tháng 3. Đây, vào đây. Số 4 gọi số 3 được. Số 3. Hôm nay xuất ca nha mọi người. Đây, anh bút vạt đây. Chuyên gia bút vạt của xã Phú Lộc ơi. Để nó tật tần tần đem đi quay giả mấy này. Quay giả đưa cho bà con mấy này. Quay giả đấy mà. Đây, mình đang treo treo sông lên núi đây. À, lồi sông treo núi chứ. Đúng không lép? Leo xuống rồi núi đúng không? Rồi, dạ cà phê hôm nay nha mọi con. À, hôm qua có người kêu nói qua sổ điện thoại. Rồi quay cho đi cho thầy sổ điện thoại. Cà phê một dụng nguyên giá 333. Rồi 33.300, tiêu thì có 2 chút 1/3. Mọi người chú ký tham khảo nha. Đi ngang qua chụp hình luôn đây. Rồi, xin cảm ơn mọi người.